Quang Hải lập đại công, đội bóng Việt Nam đả bại Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, rửa hận cho U18. Quang Hải vừa thực hiện siêu phẩm sút phạt trong trận thắng Đà Nẵng. Màn trình diễn thăng hoa này chứng tỏ Hải Con đã sẵn sàng cho trận đại chiến Thái Lan và Việt Nam. Sir Alex đã từng có phát biểu kinh điển, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Câu nói nổi tiếng này đúng với trường hợp của Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ mang áo số 19 đang thể hiện phong độ thăng hoa, góp công vào những chiến thắng ấn tượng của Hà Nội FC tại AFC Cup và V-League. Sau vòng 21 V-League, Nguyễn Quang Hải đã nổ súng 6 lần cho đội nhà. Anh đã trở thành cầu thủ ghi bàn tốt thứ nhì của Hà Nội FC sau tiền đạo Omar ghi 12 bàn thắng. Ấn tượng hơn nữa, Hải Con thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của một ngôi sao trong giai đoạn quyết định mùa giải. Vào thời điểm Hà Nội FC đang khó nhọc và mong manh nhất, Quang Hải đã chói sáng và đưa đội nhà trở lại quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Anh đã ghi bàn và kiến tạo cho Văn Quyết lập công trong trận đại thắng Sài Gòn FC với tỷ số 4-1 ngay tại sân Thống Nhất. Quang Hải tiếp tục chọc thủng lưới của đội bóng đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh trong trận Supermart. Ba lượt trận gần nhất V-League mang đậm dấu ấn của Hải Con. Anh đã nổ súng trong trận thắng 3CMX Bình Dương, lập hat-trick kiến tạo giúp đội nhà hủy diệt Thanh Hóa với tỷ số 5-0 và mới đây thực hiện pha sút phạt thần sầu bằng kèo trái sơ trường trong chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đà Nẵng. Phong độ xuất sắc của Quang Hải được thực hiện trong hoàn cảnh tiền vệ này đang gạt nỗi đau riêng, ông nội vừa mới qua đời để sát cánh chiến đấu cùng với các đồng đội. Chi tiết này chẳng những thể hiện tính chuyên nghiệp của Hải Con mà còn phần nào cho thấy nghị lực mạnh mẽ của tiền vệ mang áo số 19. Sẽ là thiếu sót nếu như không đề cập đến những pha sút phạt đẳng cấp của Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 này vẫn là hung thần, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho thủ môn đối phương. Bàn thắng trong trận gặp Đà Nẵng là minh chứng điển hình. Kèo trái của Quang Hải vẽ một đường cong hoàn hảo, thực hiện siêu phẩm mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. Pha sút phạt thần sầu này đã giúp cho người hâm mộ nhớ lại các siêu phẩm tương tự từng chạy lưới Yemen tại ASEAN Cup năm 2019, U23 Uzbekistan trận chung kết U23 châu Á năm 2018, đội tuyển Lào tại AFF Cup năm 2018. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Fox Sports từng đánh giá Quang Hải là cầu thủ sút phạt đỉnh nhất khu vực Đông Nam Á. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Nguyễn Quang Hải chói sáng bằng phong độ thăng hoa với kèo trái ma thuật, vừa ghi bàn vừa kiến tạo, đặc biệt là khả năng sút phạt thần sầu. Những yếu tố này đã gần như là hồi phục 100% đối với Hải Con vào thời điểm hiện tại. Có thể nói, cầu thủ mang áo số 19 đang trở lại phong độ đỉnh cao. Màn trình diễn ấn tượng của Quang Hải đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có át chủ bài vô cùng lợi hại trong tay, sẵn sàng nghênh chiến đại kình địch Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 sắp tới. Phục thù cho đàn em 18, tuyển nữ Việt Nam đại thắng Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới tuyển nữ Campuchia tại giải Đông Nam Á năm 2019. Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2018 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 27 tháng 8. Việt Nam theo kết quả bốc thăm nằm ở bảng B với Myanmar, Campuchia và Indonesia. Trong khi đó, bảng A gồm có chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Timor-Leste. Lần gần nhất tuyển nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch là năm 2012 khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Myanmar trong trận chung kết. Thái Lan giành chức quán quân Đông Nam Á ở 3 giải gần nhất vào các năm 2015, 2016 và 2018. Trở lại với diễn tiến trận nữ Việt Nam gặp Campuchia vào tối ngày 16 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhập cuộc chậm, không chủ quan trước đối thủ. Ở phần sân đối diện, Campuchia lần đầu tiên tham gia giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, dĩ nhiên là không được đánh giá cao so với tuyển nữ Việt Nam. Sự vượt trội của những cô gái áo đỏ đã sớm cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp ở phút thứ 3 và phút thứ 4 do công của đội trưởng Huỳnh Như và bàn đá phản của hậu vệ Campuchia. Đến phút thứ 7, Huỳnh Như ghi cú đúp đưa nữ Việt Nam dẫn trước với tỷ số 3-0. Phạm Hải Yến cũng có hai lần lập công nâng tỷ số lên 5-0. Phút thứ 17 đến phút thứ 24, đến lượt Nguyễn Thị Bích Thùy thực hiện cú hat-trick gia tăng cách biệt lên 8 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Kịch bản hiệp 2 diễn ra với ưu thế vượt trội nghiêng về phía của đội bóng huấn luyện viên Mai Đức Chung. Dù chưa bung hết sức, nhưng tuyển nữ Việt Nam dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của các cô gái áo trắng Campuchia. Hải Yến ghi thêm một bàn thắng để có cùng cú hat-trick với đồng đội Bích Thùy. Nhưng tiền đạo Bích Thùy đã có thêm bàn thắng thứ 4 dành riêng cho mình ở phút thứ 89, ấn định trận đại thắng với tỷ số 10-0 và qua đó chiếm ngôi nhất bảng B. Đây có thể được xem là màn phục thù ngọt ngào cho đội tuyển U18 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa thất bại trước U18 Campuchia. Trong trận đấu sớm diễn ra cùng ngày, đội tuyển nữ Myanmar cũng có chiến thắng hủy diệt trước đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số đậm là 7-0. Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, dù cùng được 3 điểm,
đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng trên Myanmar do có lợi thế hiệu số bàn thắng thua. Vào ngày 18 tháng 8 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào trận đấu thứ hai tại bảng B giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2019, gặp đội tuyển Indonesia vào lúc 15 giờ. Huấn luyện viên Đà Nẵng chỉ trích thậm tệ trò cưng của thầy Park. Cậu ấy mất phong độ, thi đấu mờ nhạt và chỉ biết ngã. Tiền đạo Hán Đức Chinh đã phải nhận những lời chỉ trích rất nặng nề từ huấn luyện viên Huỳnh Đức sau trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội trong khuôn khổ vòng 21 V-League năm 2019. Hà Đức Chinh đã trải qua 43 phút đầy thất vọng trước Hà Nội FC. Màn trình diễn của anh tệ đến nỗi, huấn luyện viên Huỳnh Đức đã không ngần ngại rút Đức Chinh ra khỏi sân dù hiệp 1 còn chưa kết thúc. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Đà Nẵng đã không giữ được sự bình tĩnh khi nói về cậu học trò. Hà Đức Chinh quá mất phong độ, thi đấu mờ nhạt, chỉ té lên té xuống, không giữ được bóng. Hà Đức Chinh mất phong độ từ trên đội tuyển. Tôi theo dõi anh ấy từ năm ngoái trên đội tuyển, đã mất dần phong độ. Sau trận đấu bị dư luận lên án rất nhiều, tôi thấy phong độ của anh ấy càng ngày càng đi xuống. Huấn luyện viên Huỳnh Đức nói thẳng từng trong phòng họp báo. Huấn luyện viên Huỳnh Đức còn nói thêm. Lúc trở về đội bóng, anh ấy bị chấn thương, mất cả quãng thời gian dài. Tôi làm công tác tư tưởng cho Hà Đức Chinh rất nhiều, nhưng bản thân anh ấy phải tự vượt qua. Đây là bóng đá chuyên nghiệp, ta phải cố gắng cân bằng sinh hoạt và tập luyện. Cầu thủ trẻ thì phải chuyên nghiệp, biết cân bằng giữa tập luyện ở đội bóng và sinh hoạt ngoài đời. Bóng đá cần rất nhiều yếu tố, để trở thành một ngôi sao không thể nào dễ dàng được. Anh ấy còn rất trẻ, tôi mong là anh ấy rút kinh nghiệm để làm hành trang sau này tiến bộ hơn. Sau khi rút Đức Chinh ra khỏi sân, không thể phủ nhận là Đà Nẵng đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều trong hiệp 2. Đội bóng sông Hàn đã có một bàn gỡ của Đỗ Mero. May mắn hơn, chân sút kỳ cựu này đã có thể san bằng tỷ số trên chấm 11m sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Văn Kiên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía của Hà Nội FC, những người ghi bàn cho đội bóng thủ đô là Quang Hải và Văn Kiên. Thấy gì từ quyết định từ chức của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn? Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn U18 Việt Nam đã nộp đơn từ nhiệm sau trận thua U18 Campuchia. Nhưng đằng sau quyết định này lại có rất nhiều điều để đáng suy ngẫm. Dù nói gì thì nói, đội bóng thất bại, huấn luyện viên trưởng từ chức là điều đương nhiên. Ông Tuấn Con, thôi chức huấn luyện viên trưởng của U18 Việt Nam, đã mở ra giai đoạn mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Sự thay đổi này là cần thiết sau 4 lần bị loại từ vòng bảng của U18 và U19 Việt Nam tại AFF và AFC Cup từ năm 2017 cho đến nay. Nhưng vị thuyền trưởng gốc Cánh Hòa chỉ là một trong những câu chuyện thất bại của bóng đá trẻ nước nhà. Không phải ngẫu nhiên mà sau cú sốc của U18 Việt Nam, các ngôi sao Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh đang hàng loạt dòng trạng thái nhắc lại những kỷ niệm của thầy cũ Hoàng Anh Tuấn. Người đã từng dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam giành hạng 4 châu Á, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết U20 Thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Đến giờ, những học trò cưng của ông Tuấn Con ngày nào đã trở thành trụ cột của U23 và đội tuyển Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có phần may mắn trong chiến tích dẫn dắt các học trò giành quyền dự U20 Thế giới. Nên nhớ, may mắn là một phần của bóng đá và nếu như không có thực lực thì rất khó tận dụng thời cơ để giành chiến thắng. Công tâm mà đánh giá từ lứa U18 Việt Nam hiện tại chưa thể so sánh với thế hệ Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh. Không có một cầu thủ nào trong thành phần U18 Việt Nam đá chính tại V-League hay là giải hạng nhất. Hạn chế về kinh nghiệm thi đấu nên các cầu thủ trẻ đã căng cứng về tâm lý, không thể hiện được khả năng chuyên môn vốn có. Thật ra, thành công của một đội bóng cần có ít nhất hai yếu tố, đó là thế hệ cầu thủ tài năng kết hợp cùng với huấn luyện viên mát tay. Hiếm có nền bóng đá trên thế giới nào lại liên tục sản sinh ra nhiều lứa cầu thủ trẻ xuất sắc liên tiếp. Hay nói một cách khác, thành công hay là thất bại ở các lứa tuổi U, thậm chí là các đội tuyển quốc gia thường mang tính chất chu kỳ. Còn nhớ, bóng đá Việt Nam thi đấu ấn tượng tại khu vực Đông Nam Á nhờ vào chu kỳ 10 năm từ năm 1998 cho đến năm 2008 và mới đây là năm 2018. Nhìn theo khía cạnh lạc quan, những thất bại lịch sử của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia là vô cùng cần thiết cho bóng đá nước nhà. Nó giúp người hâm mộ thực tế hơn và bớt ảo tưởng về sức mạnh của bóng đá trẻ Việt Nam. Quan trọng hơn, thảm bại này tuy cay đắng, tủi hổ nhưng chưa phải là dấu chấm hết. Trong quá khứ, U18 Việt Nam từng thua tả tơi tại giải Đông Nam Á năm 2016 trong trận bán kết trước Australia. Nhưng sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã biết cách rút kinh nghiệm, vùng lên mạnh mẽ từ thất bại, xuất sắc vào bán kết U19 châu Á và lần đầu tiên giành quyền dự vòng chung kết U20 Thế giới năm 2017. Chưa hết, nhờ thất bại thê thảm tại SEA Games năm 2017, bóng đá Việt Nam mới thay đổi mạnh mẽ và có được huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau tất cả,
huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ là một phần nguyên nhân thua trận của U18 Việt Nam. Đổ lỗi cho cá nhân là điều dễ nhất sau thất bại. Nếu có cái nhìn đa chiều và khách quan để cho nền bóng đá trẻ Việt Nam tiến bộ, thất bại là mẹ của thành công. Chúng ta hy vọng lứa U18 sẽ trở lại mạnh mẽ tại vòng loại U19 châu Á năm 2020 kể từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019.